Thưa quý khán giả, theo Bộ Y tế, số ca COVID-19 nặng ở nước ta hiện đang điều trị là 2.347 trường hợp, giảm gần 700 ca so với ngày 19 tháng 2. Ngoài Hà Nội thì 19 tỉnh thành khác có F0 mới trong ngày trên 1.000 ca. Tính từ 16 giờ ngày 19 tháng 2 đến 16 giờ ngày 20 tháng 2, Hệ thống Quốc gia Quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 47.200 ca mắc mới COVID-19, trong đó 8 F0 nhập cảnh và 47.192 F0 ghi nhận trong nước. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam vượt mốc 40.000 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.787.493 ca mắc COVID-19, đứng thứ 32 trong số 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.281.434 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.347 ca. Riêng tại thành phố Cần Thơ ghi nhận thêm 22 ca mắc COVID-19 mới, 5 F0 khỏi bệnh, 2 trường hợp tử vong do mắc COVID-19.